Hi, xin chào mọi người, lại là mình Gigi nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đề cao tiện tập hóa nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy 5 cái vách ngăn quả cây đặt ra đây. Thì cái này mình đặt ra là để mình canh làm cái nền nhà đó mọi người. Giờ mình sẽ lấy khối đất đặt vào. Mọi người nhớ đặt dư ra ngoài khoảng 2-3 khối nha. Xong rồi thì mình sẽ bấm dùng mẹ vách ngăn. Cái này thì mình chỉ mọi người nhiều rồi á. Giờ là mình sẽ tiếp tục dùng cái vách ngăn quả cây đặt ra đây. Nhưng mà lần này là nằm ngang nha. Mọi người canh sao mà cho nó bằng với mấy cái vách ngăn dựng đứng á. Nên đó là lý do tại sao mà mình dựng cái vách ngăn quả cây lên trước. Xong hàng thứ nhất rồi, mình sẽ lắp tiếp hàng thứ hai. Tiếp theo mình sẽ lắp bên hông. Cái này là mình lắp mặt trong mặt ngoài luôn, thì tổng cộng mỗi bên là 6 cái. Qua bên đây thì cũng y chang như vậy nha mọi người. Rồi quay lại cái mặt ở giữa là mình sẽ dựng hai bên hai cái vách ngăn quả cây nữa. Tiếp tục bấm dùng mẹ vách ngăn nha mọi người. Lý do mình dựng như vậy là mình muốn làm một cái vách tường đóng rêu bằng vách ngăn đá cẩm thạch. Trong này thì mình sẽ đặt ít thôi, tí nữa mặt ngoài mình sẽ đặt nhiều hơn. Đặt xong rồi mà muốn lấy lại hai cái vách ngăn á, mình sẽ bấm lưu rồi bấm tạ đến. Lúc này là mình sẽ lấy lại được hai cái vách ngăn. Giờ mình sẽ lắp tường bằng khối màu gạch nâu. Lớp trên cùng thì mọi người xoay dọc cho mình cho dễ lắp hơn. Tiếp tục mình sẽ lắp thêm khối đất ở phía mặt ngoài. Tới mặt trước mình cũng sẽ lắp một hàng khối đất. Qua mặt bên này thì mọi người cũng lắp y chang với mặt bên kia nha. Trước này là mình đặt một cái vách ngăn cửa bách diệp. Thì cái cửa này là mình lấy trong cái gói nội thất phương đông. Rồi mình sẽ lắp tường ở phía ngoài này bằng khối gạch màu nâu. Trước mắt là mình sẽ lắp full 4 hàng. Xong rồi mình sẽ rút một khối ở đây ra, mình đặt vô đó là một cái giường thú cưng với lại một cái khối hộp quà. Rồi lấy cửa sổ kính mờ đặt lên trên đó, rồi thu lại cái giường với lại cái hộp quà, để lại cái khối lúc nãy vào chỗ cũ. Và lần này mình sẽ rút 6 khối hàng thứ hai và hàng thứ ba. Tới lúc này là mọi người thấy nó lòi ra cái viền đen không? Bây giờ mình sẽ lắp cái viền đen đó. Mình đặt một cái khối bình thường với lại một cái khối hộp quà lên trước. Rồi trên cùng là mình sẽ để khối gạch nha. Yeah.
Vậy là mình đã làm xong cái cửa sổ kính rồi nè. Mình sẽ treo hai cây thần xuân ở đây. Qua bên này là mình sẽ làm một cái mặt tường rất là nhiều rêu. Tiếp tục mình sẽ dẫn hai cái vách ngăn vỏ cây để dùng mẹ vách ngăn. Giờ mình sẽ xếp nhiều vách ngăn đá cẩm thạch lên đây. Xong rồi thì mình bấm lưu rồi bấm tả đến để thu hồi hai cái vách ngăn kia lại. Tới đây là mình sẽ dùng khối màu gạch nâu để lắp toàn bộ cái mặt này luôn. Ở đây nó còn hai cái khoảng trống hai bên á, mọi người dùng gạch để lắp kính luôn nha. Trên này mình sẽ lắp thêm một hàng cho nó bằng cái cửa chính. Giờ là tới lắp cái cửa này mọi người. Đầu tiên mình sẽ xếp ba chồng khối ra đây. Tới cái hàng này thì mình đổi qua khối màu gạch nâu nha. Mọi người cứ lắp như vậy cho tới hết hàng cho mình. Xong thì mình thu lại ba cái khối hàng này, thay vào đó là ba khối hộp quà. Tiếp tục mình dùng khối gạch lắp vào đây. Rồi thu hồi mấy cái món ở dưới này lại là mình đã xong cái cửa chính rồi đó. Tiếp tục ngoài đây mình sẽ lắp thảm đất hoa. Khối này thì mình sẽ lắp ở hai bên thôi nha. Ở giữa vẫn là khối đất nha mọi người. Hàng thứ hai và hàng thứ ba mọi người cũng lắp y chang như vậy cho mình. Đến hàng ngoài cùng thì mình sẽ dùng khối đất lắp thôi. Giờ mình sẽ đặt nội thất và trang trí phía bên ngoài nè. Góc này mình sẽ để một cây đạo tía và một vài bụi hoa. Đặt thêm một cái ghế dưới gốc cây. Trước này mình sẽ để thêm một cái quầy bánh trôi nhật với lại một cái máy bán nước anh đào. Hai cái món này là trong sự kiện hoa anh đào nha mọi người. Qua bên này thì mình sẽ để mấy cái thùng bưu phẩm ở đây. Cái này thì mình lấy trong phần trang trí nha. Mình dùng ghế công viên để làm bàn đựng lương thực. Cái lương thực này là đều có bán trong cửa hàng nha.
để ra một cái ghế trước này để ngồi coi quán, trang trí thêm một vài bụi hoa và trang trí tường. Trước gương mình sẽ gắn thêm một cái rèm che. Trên cửa ra vào mình sẽ gắn một cái đèn chập chờn. Bây giờ là tới lúc trang trí trong cửa hàng nè. Mọi người đặt hai cái vách ngăn y như mình và dùng mẹ vách ngăn. Lấy một khối bất kỳ đặt lên vách ngăn vỏ cây. Bên này cũng lấy một khối nhưng mà đặt trên tường. Rồi lấy hai cái khung tiêu bản gỗ xanh lờ đặt lên hai cái khối đó. Ở phía trên thì mình cũng lắp lại bằng khung tiêu bản gỗ xanh lờ luôn. Nhưng mà lúc này là mình thấy nó hở một xíu á, nên mình sẽ lấy một cái giường thú cưng đặt lên cái khối, rồi đặt khung tiêu về vị trí cũ. Tiếp tục mình dùng khối và giường thú cưng để lắp cái mặt trong. Xong rồi thì qua bên đối diện mình cũng làm y chang như vậy nha. Cái kệ này thì mình sẽ làm 3 ngăn. Tiếp tục dùng khối và giường thú để mình lắp lại mấy cái mặt đen. Vậy là xong rồi đó mọi người, bây giờ mình sẽ đặt đồ lên cái kệ này. Mấy cái bình lưu trữ này là nằm trong sự kiện lễ tạ ơn. Trong hốc mình sẽ đặt hai thùng bưu phẩm. Chỗ cửa sổ mình sẽ để hai chậu cây chậu ba. Góc bên này thì mình làm một cái kệ lưới gỗ để đựng thực phẩm. Mọi người cứ xếp ra y như mình, rồi khi mà muốn đặt đồ lên mấy cái vách ngăn này là mình sẽ dùng mẹ vách ngăn nha. Ô đầu tiên mình sẽ để trứng. Ô thứ hai và ô thứ ba mình sẽ để bánh. Ô thứ tư thì mình sẽ để nước nha. Chỗ này sẽ là quầy tính tiền. Bên cạnh mình làm thêm một tủ đồ ăn sushi với lại một tủ bánh mì. Trước tiên mình sẽ kê hai cái khối gỗ tối ra trước. Rồi mình đặt phần ăn sushi lên này nha. Sau đó rút hai cái khối ra. Lấy cái tủ phòng khách kê vào đây, rồi đặt chuồng nuôi gỗ lên. Ok rồi thì mình lấy cái tủ phòng khách ra lại, rồi đặt hai cái khối về vị trí cũ. Tủ phòng khách đó mình sẽ đặt ở trước này. Tương tự tủ bánh mì cũng như vậy, nhưng mà lúc kê là giường thú nha. Lúc đó mình quên quay lại nên mọi người thông cảm nha. Phía trước này mình sẽ đặt khay với giấy ăn. Giờ mình sẽ trang trí chỗ khu vực tính tiền. Đến khu vực ở giữa mình sẽ dùng 6 cái bàn chanh xếp vào đây. Chỗ này thì mình sẽ để tất cả các loại nước. Phía ngoài này là một cái sạch để rau tươi. Thùng cà rốt này là trong sự kiện thỏa mèn nha mọi người. Còn đây là mình đang làm khung để đựng rau.
Chỗ trống này mình sẽ để giỏ trái cây, cái này thì nằm trong sự kiện lễ tạ ơn nha. Vì đây là khu vực nước uống nên mình sẽ trang trí tường bằng nắp chai. Phía dưới này mình sẽ làm một cái kệ để đựng nước. Mọi người cứ tưởng tượng cái chai này là nước cam và là nước uống nha. Qua bên này mình sẽ dùng mẹ vách ngăn để làm cái kệ vuông góc. Lần này thì mình sẽ dùng khung tươi bản gỗ màu trắng nha. Xong cái khung rồi thì mình trả lại mấy cái vách ngăn màu tím. Bên cái tường gạch đây mình sẽ áp một cái vách ngăn vỏ cây vào nha. Giờ mình đặt khối ra để lắp kệ vào. Giờ là tới cái khúc trưng bày nè, thì mọi người có cái gì thì trưng ra cái đó nha. Hai con gấu này là mình lấy trong sự kiện lễ tình yêu. Đèn dao thì trong hộp ốc thăm dao nha. Đồng hồ này thì cũng trong hộp ốc thăm luôn. Thỏ hồng này là trong sự kiện học đường vừa qua đó mọi người. Mèo bông là nằm trong hộp ốc thăm từ trời xứ thần tiên. Lọ này thì mình lấy trong cửa hàng. Máy phun với là chậu hoa vàng là mình lấy trong VIP mèo. Phía ngoài cùng này mình sẽ treo một dải khăn tắm. Chậu hoa này thì có bán trong cửa hàng. Voi xanh này thì nằm trong hộp ốc thăm. Chậu này thì nằm trong hộp ốc thăm xương rồng. Lọ hoa hướng dương thì mình lấy trong hộp ốc thăm hướng dương. Còn cái này thì nằm trong hộp ong. Chồng bưu kiện thì nằm trong hộp bưu điện phép thuật. Phía dưới này mình sẽ bày bán tách chai với lại đèn. Góc bên này mình sẽ dựng hai cái dãy kệ lưới gỗ để bán đồ vật dụng trong nhà. Mọi người nhớ dùng mẹ vách ngăn để đặt được đồ lên đây nha. Thank you.
mấy cái ghế này là trong hộp bắp thăm kẹo ngọt. Giờ là đến góc cuối cùng trong cửa hàng này, thì cái góc này mình sẽ trưng bày bán hoa với lại cây cảnh. Bây giờ mình sẽ lấy khối gạch lắp mấy cái mặt còn lại cho nó bằng cái mặt trước luôn. Xong rồi thì mọi người nhớ bấm mẹ vách ngăn nha, để mình lấy cái vỏ cây vách ngăn ra là làm cái trần nhà. Cái trần này sẽ đặt y chang như cái nền nhà mà mình làm ngay lúc đầu. Ở trên này mình sẽ làm lan can bằng khối cát. Phía bên này mình sẽ làm một cái cầu thang nó đi lên. Mình sẽ dùng khối đất màu mỡ để làm cầu thang. Lấy lại hai cái khối trên này để đi vào. Giờ là mình sẽ trang trí một xíu trên này. Lúc này là mình dùng mẹ vách ngăn để treo mấy cái dây cờ. Góc này mình sẽ đặt mấy cái chậu cây ở dưới này với lại mấy cái chậu cây nhỏ trên lan can. Cây treo đồ này thì nằm trong sự kiện thời trang nha. Đặt thêm vài chậu cây cao ở trên này nữa. Ở trên này mình muốn làm một cái chỗ để ngắm sao nên mình sẽ dựng lều ở đây. Chỗ này thì mình sẽ làm một cái chỗ nướng thịt ngoài trời.
Xuống lại phía dưới mình làm một cái bảng hiệu tạp hóa. Con mèo này là trong gói vi viết nha mọi người. Đặt thêm đèn đường với lại cây ở xung quanh nữa. Cuối cùng là mình dùng mẹ vách ngăn để làm cái mái che cửa ra vào. Mái che là mình lấy thảm phun Lucy nha mọi người. Làm cái này nữa là xong rồi đó. Bây giờ mời mọi người tham quan cái tiệm tạp hóa với mình nha.